khởi động này, bật nút này lên này. Ừ. Khởi động bật nút này lên. Ừ. Và dùng lệnh dùng điều khiển ở dưới này. Ừ. Thì chuyển khóa sang bên giữa này. Ừ. Là làm việc ở trên thân máy. Ừ. Còn muốn làm việc ở trên kia thì mình chuyển khóa này sang bên lồng này, hình lồng rồi. Này. Rồi. Đấy. Còn làm việc ở dưới này này mình đề. Bật chuyển, đề. Chuyển khóa chuyển chế độ sang bên này và ấn đề này, ấn đề nổ máy lên. Rồi. Muốn dùng lệnh thì ấn cái nút này và ấn giữ. Và một trong các mũi tên này. Rồi. Lệnh nào thì mình ấn mũi tên đó. Rồi, ok hiểu. Một này. Đi lên xong mình phải giữ cái nút này để cho nó tự động nó cân bằng xong. Rồi. Đấy, thôi thả ra. Thả ra. Nó xong. Rồi. Còn có nút chuẩn đấy. À hả. Đấy, ở giữa này. Đấy. Đấy, ok. Rồi, con nút chậm, anh thì chậm luôn. Chậm xem nào. Đấy, nó chậm hơn. Đấy. Nhanh chậm nó không quan trọng đâu. Cái này nhanh chậm không quan trọng, mình dùng lúc nào cũng được. Đấy, còn bây giờ mình làm việc ở trên cái kia này. Cái trên lồng làm việc nhá. Ừ, ok. Đấy, thì mình chuyển khóa sang bên này. Ừ. Đấy, mình chuyển khóa bên này để làm việc ở trên kia. À. Còn